xem. Rồi, ok. Cảm biến oxy đúng không? Không, nó bung lên rồi là nó ok anh. Nó đã bung lên rồi. Và những cái dòng xe phun xăng điện tử thì anh em đã biết, những cái dòng xe mà sử dụng MIU G3 có nghĩa là tích hợp đây thì chúng ta sẽ vào MIU G3. Nếu anh em mà những cái dòng xe này, dòng xe mà sử dụng ECM cũng là phun xăng điện tử nha, lưu ý, thì chúng ta sẽ vào là MIU G3 nhé, nó không phải là vào MIU G3, có nghĩa là Liberty GL04. Thì mình ở đây sẽ kiểm tra xem còn dòng xe nào không. Rồi, xin chào toàn thể anh em Liberty GL01 để kiểm tra xem đúng thông số của nó không nha anh em, lưu ý. Trường hợp là chết máy đột ngột nha anh em. Rồi, xin cảm ơn chú Hoàng Út nha. Cái điều đặc biệt là cảm biến oxy thì mình thử lên ga xem bài cái ra. Đường chạy có thể là tắt, gọi là chết máy đột ngột nha anh em lưu ý. Đường biểu hiện không ổn định rồi. Như tình trạng này thì anh em sẽ bán đoán ra sao? Thứ nhất là tỷ lệ A/F này về hết mức là nhạt. Nhạt nha anh em ạ, tỷ lệ nhạt, tỷ lệ hòa khí rất là nhạt. Chúng ta chỉ cần phân tích trên dữ liệu thôi, động cơ thôi. Đây thì tiếng máy này, bạn nhìn thấy rõ này. Ok, nhưng mà tầm tối đâu có học đâu em. Chỉ từ 8 giờ tối thôi, 8 giờ sáng cho đến 6 giờ thôi, chú học nhiều quá sao được. Đây thì đầu tiên nó là sai về cảm biến oxy, có nghĩa là nó không có một tín hiệu gì.
À đây, và hôm nay sẽ cho anh em thấy rõ hơn này. À đây là những dòng xe như là cũng là Peugeot nhé anh em lưu ý, cũng là full xăng điện tử. Nhưng mà gấp mở bấm ga phải 00 nhé. À nó không phải nằm ở 2.4 độ đấy nha anh em lưu ý. Có nghĩa là này chúng ta cũng phải cài đặt TBS nhưng vẫn làm theo thiết bị chuẩn đoán Motorcan yêu cầu, thì góc mở bướm ga vẫn là 00. À dòng xe này thì phải 00 nhá. Nó đương là sử dụng ECM, có nghĩa là con IC đó như anh em hay nói. Còn cái dòng xe nào gọi là sử dụng MIU G3 thì chúng ta cần phải gì? À cài đặt lại TBS thì nó sẽ nằm ở điểm là gì? Theo nhà sản xuất là nằm lệch độ là 2.4 độ. À đây là anh em lưu ý, thì hôm nay cũng có con xe này. Từ sáng giờ thì đã hỗ trợ trực tuyến cho anh em, mấy anh em về xe dòng xe Biro rồi. Và hôm nay là cũng hỗ trợ cho anh em là một dòng xe Biro này đôi chút. Về dòng xe được sử dụng ECM thì cái cấp mở bơm ga lưu ý. Ok. Rồi chính xác. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng chưa biết. Và thứ hai nữa là tình trạng trên đây cái đèn báo dầu. Thì như anh em phân tích thì trên xe này đường bị vấn đề gì? À cái này người ta gọi là cái van đấy. Cái van để chúng ta biết được rằng là một là tình trạng này là hư van, hai nữa là dầu không đủ, ba nữa là gì? Cái lọc dầu đường bị nhặt. Là anh em lưu ý đèn ở trên cái muỗng này biểu hiện đó là muỗng thay dầu. Đầu tiên thì chúng ta cần phải kiểm tra trên thiết bị chuẩn đoán để chúng ta kiểm tra vấn đề cảm biến oxy. Đầu tiên chúng ta sẽ chữa từng bệnh một. Anh em hãy chia sẻ đến các hội khác nha. Rồi chúng ta những cái xe này thì tuy rằng vậy thôi nhưng mà rất là nhiều bệnh đấy nha, không phải ít đâu. Cảm biến oxy thì đầu tiên nó là gì? Nó lên đến kịch gần là 4, gọi là 4V rồi đấy, 5V này anh em thấy không? 4.900mV. Rồi anh em nào đã chia sẻ thì ok giúp mình. À gỡ rút giùm anh ra đây. Em ạ, gỡ rút giùm anh ra. Ok. Tôi sẽ rút cái rắc cảm biến oxy ra. Thì anh em sẽ nhìn thấy biểu hiện trên này cũng không có báo lỗi đâu. Đèn này thì không có gì nha anh em lưu ý. À đồng hồ đó nhỉ, có cái đồng hồ. Vinh ơi lấy cho chú cái đồng hồ đấy nào, lên lấy đồng hồ ra. Ok anh em nào đã chia sẻ thì bấm vào ok Tuấn giúp mình nhá. À cái này là những hôm nay là toàn xe dòng xe Biro, từ sáng là anh em đã thấy. Thứ nhất là dòng xe MIU G3, thứ hai nữa là dòng xe gì? AC cũng là Vespa mà AC19i, có nghĩa là dòng xe đó là đường sử dụng bảo mật chìa khóa Biro, và thứ hai nữa là sử dụng bình xăng con, có nghĩa là chế hỏa khí. Còn hiện nay thì dòng xe Biro này thì đường sử dụng là ECM, có nghĩa là cũng là full xăng điện tử. Nhưng mà nó khác đi một điều, đó là góc mở bấm ga vẫn là 00 nhá. Đó là anh em phải lưu ý, chứ không phải là xe nào cũng là 00 thì sao dòng xe. Trên đây là biểu hiện cái muỗng này. Cái muỗng này thì có nghĩa là cái muỗng này báo hiệu cho vấn đề là chúng ta là gì? Biết cái thời điểm thay dầu, có nghĩa là cái này áp suất. Khi chúng ta nổ máy lên thì đáng nhẽ là cái đèn này phải hết. Nó có nghĩa là áp suất bơm dầu nó sẽ đóng cái van này thôi. Nó gọi là giống như là một cái công tắc thôi, chứ nó không phải là cảm biến nha anh em lưu ý. Rồi xin chào anh Thảo Khoa Phúc Moto, anh em hỗ trợ cho mình đôi chút nha. Xe muốn chết máy đột ngột đấy nha anh em. Chú Thao kiểm tra. Thì đầu tiên thì các bạn lưu ý và chúng ta phải kiểm tra. Nếu trên đây chúng ta sẽ kiểm tra là gì? Nguồn. Lấy cho chú cái bít. Các bạn hãy cậy cái chụp này ra đây. Nó rất là đơn giản nha anh em, để chúng ta không có phải chọc vào để làm hư tất cả những cái chụp này. Thì bây giờ chúng ta không cần biết là cái rắc nằm đâu, chúng ta chỉ cần đặt vào gì vị trí đó để chúng ta kiểm tra. Ở đây là điện áp là được 13V. Lưu ý đây là một cái tín hiệu
kim này nó hơi lớn đôi chút. Anh em lưu ý là khi chúng ta phải kiểm tra đó là trên những cái gì nguồn cung cấp, thì cái nguồn này cũng nói rõ để cho anh em, thì trên này có liên quan đến tất cả mọi dòng xe Piaggio, thì nó sẽ gì cảm biến oxy là có cấp nguồn này để đi trùng một cây này. Thứ hai nữa là cao áp bơm nhiên liệu trên phun, đó là trên bốn dòng xe, trên bốn cái dây nó sẽ đi được với chất quy trung. Bây giờ bạn trong kia lấy cái anh em hãy chia sẻ. Anh em nào đã chia sẻ thì ok giúp mình một cái nha, ok Tuấn giúp mình nha. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì dòng xe này hôm nay là rất là nhiều nguyên nhân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cảm biến oxy, đường trên xe sẽ làm tỷ lệ hòa khí từ A trên F. Như anh em đã thấy là đường ở tình trạng là nhạt thì xe này có tình trạng là gì? Thứ nhất là đi xe chạy không nổi, yếu máy, nóng máy, chết đột ngột. Thứ hai là xe này mình cũng đương nghi, một là van, hai là hết dầu, ba nữa là gì, ba nữa là cái vấn đề nọc dầu bị nghẹt. Thì ở đây là cũng khá, nói chung là anh em đã làm thợ nhưng mà chưa hẳn anh em làm lâu năm đã biết về, hiểu về nhiều về dòng xe Piaggio nhá. Nên là mình, bản thân mình thì được cỡ tầm độ 4-5 năm trước mình đã bị vặt te tua về những dòng xe Piaggio. Thứ nhất là những dòng xe gì, sử dụng MIU G3 phun xăng điện tử. Thứ hai nữa ECM. Thứ ba nữa là AC19Y hoặc là 201. Nhiều anh em đã hỏi rất là nhiều. Có nghĩa là có thể các bạn gắn từ 201 qua 19Y cũng được hết, nhưng mà là khác nhau cái rắc dây cắm ở trên. Xin chào anh Hùng nha. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào đã chia sẻ thì bấm ok giúp mình nha. Đó đây. Xin cảm ơn em Công Huy. Nên là anh em khi sửa xe những dòng xe Piaggio thì các bạn phải, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn phải nhớ là gì, đôi chút là các bạn cũng học hỏi được. Có nghĩa là mình chia sẻ đây là gì, cái sự hỗ trợ của anh em. Nhưng chúng ta phải luận định là dòng xe nào sử dụng MIU G3. MIU G3 là sao? Thì MIU G3 là đã tích hợp ngay trên họng ga, thì người ta gọi là MIU G3. Thì trên đấy là có hai dạng MIU G3. Một là 26 MIU G3, hai là 28 MIU G3. Người ta gọi là 2V và 3V. Và thứ ba nữa là gì? Để chúng ta nhận định đúng, có nghĩa là trên đó hai cái MIU đó nó sẽ khác nhau ở gì? Tín hiệu khởi động. Tín hiệu khởi động nha anh em, và chân cảm biến oxy. Nhận tín hiệu có thể chúng ta gắn cho nhau được. Còn một dạng xe đó là như dòng xe này, Liberty. Là đường sử dụng gì? Đường sử dụng ECM. Vâng, đúng rồi anh ạ. Dòng xe Liberty này thì có hai dạng, một dạng là MIU G3, nhưng mà một dạng là sử dụng ECM. Thì ECM thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng nó là cũng là phun xăng, nhưng mà chúng ta sẽ có cái cảm biến TB đặt đây đây, anh em lưu ý này. Đấy, TBS đấy nha anh ạ, lưu ý. Nó có cả van đầy đủ ở đây. Không phải tích hợp thì khi anh em chia sẻ bây giờ nó tự động chết máy này nha anh em, lưu ý. Chết máy đột ngột. Bóp 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 bánh giùm anh cơ. Bóp 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 cho chú cơ. Đây là chết máy đột ngột nha, không ổn định. Ở đây cảm biến dầu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tắt máy để chúng ta gỡ thay cảm biến oxy để chúng ta kiểm tra. Có nghĩa bây giờ kiểm tra tín hiệu đầu vào, đó là cảm biến oxy. Thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra cái van. Trên đây thì anh em đã từng làm rồi nhá, lưu ý. Sao em gỡ ra kiểm tra cho anh cái nhớt này cơ. Anh em nào đã chia sẻ thì bấm ok giúp mình nha. Và hôm nay là cái dòng xe này là thực tế để cho anh em thấy rõ hơn. Có nghĩa ở đây tôi chỉ cũng có những dòng xe nào nó bị ban bệnh thì tôi mới chia sẻ đến tất cả anh em, là chúng ta sẽ thực tế để sửa chữa, thao tác cách làm và gì, và nhận định từng dòng xe và đời xe. Xin chào, cảm ơn anh thợ quá chẳng bom. Đúng rồi anh Hùng ạ. Dạ vâng anh. Thì bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra từng chi tiết một.
lấy cái kim mở cho chú cái thâm nhất. Em mới vừa thay đúng không? Rồi ok. Cái này thì cần phải lấy cái ba ke để mở cái này ra cho anh cái, để anh kiểm tra cái van kia. Phải mở cái này thì mới làm được cái van. Mở cái chụp mũ này, lấy cái lục giác. À xin cảm ơn Tuấn Nguyễn. Có nghĩa là mình chỉ chia sẻ vấn đề để anh em là đúng mục đích, đúng mục tiêu, cách sửa nhận diện về dòng xe. À ok em, cũng xin cảm ơn. Anh em nào đã chia sẻ thì bấm ok giúp mình một điều để cho những anh em khác, khi chúng ta gặp trường hợp dòng xe Piaggio thì chúng ta cần phải nhận định đó là đời xe gì. Thì khi anh em chia sẻ trên cái diễn đàn Facebook, trên mạng chẳng hạn, thì có thể người khác sẽ hỗ trợ được ngay. Có nghĩa chúng ta phải nhận định được trên cái họng ga đó thì chúng ta sẽ biết là gì. Cái xe này gọi là Miu G3. Thì Miu G3 có nghĩa chúng ta sẽ sửa chữa khác nhau. Nếu là ECM thì cách sửa chữa cũng phải khác nhau, chứ không phải là giống một kiểu nha anh em, lưu ý. Rồi xin cảm ơn Tuấn Vân xe máy. Rồi xin cảm ơn Quyết. Rồi anh em nào đã chia sẻ thì bấm ok giúp mình, Tuấn giúp mình nhá. Ok Tuấn giúp mình để sự tương tác thôi. Đến với cả mình thì chia sẻ cho đến anh em bằng gì? Bằng tất cả những gì chúng ta cần đương hiểu biết. Các bạn chỉ cần gì? Bấm chia sẻ và tương tác cho mình đôi chút để làm gì? Để có những cái like, rồi có những cái những cái cuộc chia sẻ này sẽ đến nhiều anh em hơn. Có nghĩa anh em sẽ học hỏi và biết được ngay. À tình trạng là xe chết đột ngột và cả tỷ lệ hòa khí rất là nhạt, có nghĩa là gì? Xe chạy rất là nóng máy. Và thứ ba nữa là cái đèn báo dầu, cái đèn báo dầu trên cái muỗng này, dòng xe bây giờ thôi, là luôn trong tình trạng báo. Thì trên này nó chỉ là cái van. Rồi gỡ cái chụp này ra. Đây còn gỡ. Rồi xin cảm ơn. Xin cảm ơn Chiến Gà Lôi Trôi nhá. Xin cảm ơn Lương Anh. Xin cảm ơn Minh Hùng. Đúng rồi em. Thì có nghĩa là bây giờ chúng ta cần phải xử lý gì? Thứ nhất là áp bơm nhiên liệu. Thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra những cái tín hiệu đầu vào trước. Vì xe bây giờ đường tình trạng là như cảm biến oxy cũng không hoạt động, thì chúng ta cần phải kiểm tra đó, chứ kiểm tra vấn đề áp bơm nhiên liệu vội. Có nghĩa là những cái gì đường bị xuất lỗi, đường bị ảnh hưởng thì chúng ta phải xử lý trước. Và những cái việc khác chúng ta có thể làm sau. Xin cảm ơn anh Chẳng Bom, Lê Thọ. Rồi em ơi, gỡ giúp tụi anh ra đi. Để gỡ cái chụp ra để anh kiểm tra cho tất cả cái van đi. Hôm nay từ sáng giờ cũng toàn Piaggio không, thấy như anh em đã thấy rõ rồi đấy. Với mức độ hiện nay là anh em cũng khá gặp về cái tình trạng dòng xe Piaggio là hầu như là không hiểu sâu về những hệ thống, những cái sự giao tiếp giữa gì, những linh kiện cảm biến về đến gì trung tâm điều khiển và ra cơ cấu chấp hành. Có nghĩa là dòng xe Piaggio thì nó có 3 dạng dòng xe, cơ cấu hoạt động khác nhau hoàn toàn. Nên là nhiều khi những anh em chia sẻ hoặc là anh em hỏi về bàn bệnh là hầu như hoàn toàn là tất cả dòng xe chỉ có một thôi, thì khó có thể là anh em nào hỗ trợ tương tác một cách chính xác nhất. Rồi xin cảm ơn Văn Thi. Rồi ok chưa? Thì ở đây trên này cái van. Thì bây giờ trên đây là một cái van, là ở đây này, cái van để chúng ta là. Còn van này khi chúng ta đổ máy thì áp suất bơm dầu, khi chúng ta phải đổ máy nhá, áp suất bơm dầu nó mới đóng được cái van này để cách ra, cách mát. Thì chỉ nó là để chúng ta nhận định được khi chúng ta hết dầu hoặc là bơm dầu yếu. Thì trên đây nó sẽ có một cái con van nằm chỗ ngay dưới cái chỗ mà chúng ta phải mở cái chụp ra nha anh em lưu ý. Rồi bây giờ mở khóa lên này là không có. Đây nha anh em lưu ý. Thì trường hợp này cũng có thể xảy ra là con van bị hư. Và trường hợp thứ hai nữa là gì? Lọc dầu cũng bị nhá. Chúng ta sẽ kéo cái này ra chú Thao ơi. Kéo cái này ra. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em. Khi chúng ta đặt vào đây này, vị trí nếu mà vào mát thì nó sẽ sáng luôn này anh em, như lưu ý này. Chúng ta bỏ ra này là mất này.
thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra con van này, có thể là một là nó bị hỏng, hai nữa là gì, là cái lọc dầu của chúng ta ấy, là lâu ngày không thay thì cũng xảy ra tình trạng là như là gì, à không đủ cái áp suất nhá, trên đây cái lọc dầu. À đây cái lọc dầu màu đen này anh em lưu ý. Thì chúng ta thử lổ thử xem sao. Bóp phanh vào giúp em. À có lẽ là bên đấy nó bị chạm đây. Cái này có lẽ là cái lọc dầu thì chút xíu nữa chúng ta phải kiểm tra những cái gì dễ nhất. Có nghĩa là cái lọc dầu thì chúng ta cũng phải kiểm tra. Và chúng tôi sẽ đi lấy cái cảm biến oxy. Ôi em kêu chị lấy cảm biến oxy cho. Không phải em ạ, SM tối ưu có nghĩa là gì? Ở trên như anh em hỏi rất là nhiều là cộng và trừ, thì có nghĩa là khi SM còn hoạt động tốt thì có thể là nếu hao nhiên liệu thì SM phải tối ưu trừ về, người ta gọi là tối ưu bao nhiêu độ, 10, 20, 30%, gọi là âm lại, thì có nghĩa là SM tự hiệu chỉnh về vấn đề xe nó có bị hao nhiên liệu hay không, có nghĩa là nó giảm lại cái tỷ lệ phun nhiên liệu. Đây là anh em ạ, mở TI đó. Đây, nó chập chờn liên tục. Thì có lẽ là một cái van này nó bị liệt, hai nữa là cái bơm dầu nó kém, nó cũng có tình trạng trên. Ở đâu cảm biến oxy có chưa? Rồi, xin cảm ơn Nguyễn Giáp Nguyễn nhá, Lê Văn Long. Xin cảm ơn anh Phú Xe nhá, sử dụng Bùi Văn. Rồi ok, anh cũng học hỏi anh em rất là nhiều. Ở đây có nghĩa chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi, mình cũng vẫn học hỏi của anh em rất là nhiều. Thì hiện nay là mấy ngày chúng ta lên Facebook rất là nhiều để chia sẻ đến cái góc độ để sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử hiện nay, đặc biệt là những dòng xe Biro. Thì mình cũng đã học của anh em quá khá nhiều về những dòng xe Biro đây. Thì hôm nay mình mới biết là MIU, mỹ cả SM, mỹ cả AC. Đấy, nói chung là con người ta là cần phải học hỏi, chứ chúng ta mà giữ giấu thì rất là khó. Khi chúng ta gọi là những người luôn là giấu dốt là chúng ta rất là khó học. Còn ở đây là mình liên tục là chia sẻ, liên tục là có những cái điều mình chưa biết tới, thì anh em sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong thời gian tới. Vâng, xin chào anh sĩ Nguyễn Văn, xin chào Đặng Lâm, xin chào xe máy Mỹ nha, xin chào Hùng Hoàng Trân, xin chào Hoàng Đạt, Ngũ Ngọc Trung. Anh em nào đã chia sẻ và bấm cho mình đôi chút là một cái ok Tuấn là được rồi. Có nghĩa là anh em hãy tương tác đôi chút để gì? Để có những lúc anh em khác có thể coi được video này trực tiếp để sửa chữa một cái xe đương trong tình bạn ba ban. Vòng tua không đều, cảm biến oxy thì nằm ở mức độ cao, đèn báo dầu được xe sáng suốt, tình trạng đường chớp, thì có nghĩa là trong cái tình trạng này có nghĩa là lúc đóng lúc mở, lúc đóng lúc mở không ổn định. Có nghĩa thì bây giờ chúng ta cũng không khẳng định nó là 100% cái van này còn tốt hoặc không tốt, thì chỉ có nước chúng ta phải kiểm tra mới biết được chính xác nó đường bị gì. Xin chào phụ xe nhá. Ok. Trung tâm thì mình thì sắp sửa ngày khai giảng ngày mùng 8 tháng 6 2020 tại số địa chỉ là 66A đường số 6 Nguyễn Duy Trinh, Bình Chứng Đông, quận 2. Trong khóa đào tạo là 10 ngày, có 14 bài, đó là điện cơ bản và chuyên sâu. Thì ngày mùng 8 này anh em nào ở phía Bắc thì vừa rồi miền Bắc miền Trung thì chúng ta sẽ mua những cái vé máy bay, thì cứ hồi như là tại trung tâm đã hỗ trợ cho tất cả anh em. Có nghĩa là mua vé máy bay là khứ hồi chỉ có độ 1,2 triệu đến 1,3 triệu là cả chiều đi chiều về nha anh em. Rồi xin cảm ơn toàn thể anh em. Đây xe lại chết đột ngột. Rồi xin chào anh em. Tại vì khi chúng ta đã sẽ phải sửa từng lỗi một, dòng xe này chắc là sửa hơi lâu, có nghĩa là
bây giờ chúng ta cần phải thì sửa cái tín hiệu đầu vào, có nghĩa là cảm biến oxy, thì chúng ta cần phải sửa chữa điều đó trước, khắc phục xong thì chúng ta mới khắc phục đến gì, đến vấn đề xe tình trạng lổ máy chết. Còn những cái tình trạng đèn này thì nó không quan trọng nhá, vì lý do cho nó có chớp đi chăng nữa chỉ làm khó chịu. Một là van đóng không hết, hai nữa là gì, lọc dầu bị nghẹt, không đủ áp suất để đóng con van, cái van để gọi là cái van thôi, van giống như cái sit top của chúng ta đấy thôi anh em. Đây lại chết nữa đây anh em, lưu ý. Càng về nóng thì nó lại càng dễ chết nha anh em, lưu ý. Nhưng mà chúng ta cũng chưa khẳng định được một điều gì, chưa khẳng định được làng nào là đơn vị hư hỏng. Có nghĩa chúng ta cần phải sửa gì, sửa cảm biến oxy trước đã, thay thế đã. Gọi là cái thông tin gửi về, gọi là cái dòng họ nhà cảm biến, nhưng mà là một đứa con rơi hệ cảm biến nha anh em, lưu ý. Rồi, xin cảm ơn chú Nguyễn Ngọc Lưu. Cảm biến 3V á, kêu lấy cái cảm biến 3V. Có chưa? Rồi, xin cảm ơn chú Ngọc Lưu nhiều. Cảm ơn Vương Tầm, Lam Ly, Trưởng Quốc nha. Giang Tuấn Anh. Và đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tắt máy và chúng ta sẽ có thể thay cảm biến oxy. Thì các anh em lưu ý, lấy một chai nước đây cho anh đi. Lấy cái chai xịt nước ạ. Đừng có mở liền nè. Cũng hướng dẫn luôn cho anh em tại sao, và hiện nay tôi cũng gặp khá nhiều vì trường hợp là những anh em mở những con ốc, đặc biệt là những dòng xe SH mà cháy hết tất cả những cái ren, cái gen ở trên cái cảm biến oxy này. Mình cũng đã rất là biết rất là nhiều tình trạng, và kể cả dòng xe Piaggio cũng có. Có nghĩa ở đây là khi chúng ta muốn mở tình trạng này thì chúng ta phải cho nước vào. Lấy cái chìa khóa 14 đi. Lại. Các bạn phải cho cái nước vào để nhiệt độ để giảm. Thì khi chúng ta đã nhích nhẹ ra được rồi nha, anh em lưu ý này. Trường hợp nào chúng ta làm cũng phải có một sự khoa học. Chúng ta chỉ cần cho nước vào thôi thì các bạn có thể là gì, mở ra một cách nhẹ nhàng nhất. Đây anh em lưu ý này. Quyết xoáy bằng tay ra được rồi, nhưng mà nóng đó. Xoay. Đây anh em nhìn thấy là xoáy bằng tay ra được luôn nha anh em lưu ý. Ở đây tại sao? Vì chúng ta đường có nhiệt độ rất là nóng, mà nhiều anh em đè vào là các bạn mở bằng vậy là sẽ cháy hết tất cả gen. Thì chúng tôi sẽ thay cảm biến oxy. Thì nó có nhiên liệu đâu, nó đương nhặt thì đều quả khí quá nhiều. Em thay vào đây trước cho anh đi. Xe thì tỷ lệ hòa khí nhạt nha em. Có nghĩa là xe chết máy đột ngột. Và cái muỗng dầu bên trên đường bị cảm biến oxy thì đưa về là tầm cao nhất, có nghĩa là không có hoạt động trong cái giải của tín hiệu gửi về. Lưu ý đây là cái trường hợp này khá nhiều anh em đã làm, tại vì hôm nay mình cũng chia sẻ luôn để anh em khi gặp trường hợp gỡ những cái cảm biến oxy SH thì các bạn hãy cho cái nước vô, cái là các bạn sẽ mở ra một cách dễ dàng. Cái rắc của cái cục sạc đây đâu ạ? Cục sạc nằm đây đúng không ạ? Cục sạc nằm trên kia. Chết rồi, cục sạc nằm đây rồi. Nó nằm đây này.
gỡ gỡ mặt lạ ra cho anh cả. Rồi, tại vì cái tầm trưa này thì thực chất là chỉ có buổi tối thì mới đông anh em thôi, chứ còn tầm trưa này cũng rất là ít, đâm ra là cái sự tương tác của anh em nó không có lớn như những cái buổi tối. À không, cái đấy là ABS đấy, anh cũng không có thời gian đâu. Tại trung tâm thì có thể là hướng dẫn anh em để hệ thống như là những cái van của ABS thôi. Còn hiện nay thì chỗ mình thì cũng chưa có thời gian em ạ. Tối nay thì sẽ có cái mình sẽ trực tiếp về cái lớp học của buổi tối. Thì hôm nay là có những cái anh là 47 tuổi, 48 tuổi. Khi các anh em học thì hiện nay là anh em rất là đam mê. Khi anh em đã làm 30 năm rồi, nhưng có những điều là anh em làm theo cách kinh nghiệm. Thì hôm nay các anh em đã tối nay mình sẽ trực tiếp, đó là anh em sẽ thực hành và sửa van, và chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để cách đo kiểm, hiểu được bản chất, làm chủ được đồng hồ, những cái đồng hồ điện tử và cách đo kiểm trên linh kiện cảm biến. Thì tối nay tôi cỡ tầm độ 9 giờ thì chắc là thực hành, chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả anh em. Đây này, rút cái rắc sạc này ra giúp giùm anh trước đi. Vậy hả em? Bia rô thì cái đó, cái van APS đấy thì cái trên cái con ECM đó, SCU đấy thì em mua được mà. Nó cũng rẻ thôi, đâu có đến nỗi mà đến 7 củ, 7 triệu luôn hả? Và chúng ta sẽ vào trong xe này và chúng ta sẽ cài đặt lại TBS lại lần nữa. Ok. Quy trình này thì thiết bị chuẩn đoán Motoken đã cho các bạn là những quy trình để cài đặt. Để anh Thao Thái tôi quyết làm gì? Đồng hồ Nhật mấy con cảm biến. Okay. Rồi ok. Rồi và bây giờ anh em sẽ làm theo thao tác. Rồi em bấm ok giùm anh cái chú Thao. Bấm ok cả. Ok. Rồi. Cách thao tác thì chúng ta làm theo thiết bị yêu cầu, có nghĩa là Motoken yêu cầu khi chúng ta cài đặt lại TPS của những dòng xe Piezo, đặc biệt là dòng xe Liberty sử dụng đó là SCM, thì các bạn hãy làm theo thao tác kéo hết hành trình tay ga. Và thứ hai nữa là chúng ta có gì? Cài đặt xong rồi chúng ta bấm ok. Chết rồi. Lấy cho anh một cái van, con van ở trên Biago, ở trên cái mô hình á. Con van này. Trên mô hình em chỉ tháo ra giúp cho anh cả để chút xíu nữa để anh thử vào đây. Xin cảm ơn Lê Thọ nhá, xin cảm ơn tất cả các anh em. Một trên ba lỗi đây. Đứt hoặc mạch tín hiệu cảm biến oxy. Là không, trên mô hình anh em nhé. Trên mô hình ạ, lấy giùm anh con đó đi. Rồi rút ra sạc được chưa? Rút chưa? Ok ok. Rồi bóp phanh để giùm anh ạ. Cái body em đã thay chưa? Xin cảm ơn.
bây giờ cảm biến oxy thì đã trả về 57mV. Thì trên đây thì chúng ta đã thay cảm biến oxy, và hiện nay oxy đường đã có sự hoạt động. Nhưng hoạt động ra sao thì nếu mà milivolt mà được 39mV thì anh em đã thấy rồi, thì xe đường tình trạng là gì? Nhạc tỷ lệ vẫn là xe vẫn chạy nóng máy nhá, chưa hết được vấn đề. Và chúng ta bước tiếp theo đó là chúng ta kiểm tra gì? Đó là chúng ta kiểm tra áp bơm nhiên liệu. Thì em đã đo áp bơm nhiên liệu chưa? Bao nhiêu cân? 3 kg luôn à? Xe này thì như vậy thì đưa chưa đạt đâu, chưa. Xe này thì đường có tình trạng nữa tiếp theo. Đúng rồi. Thì ở đây là xe thì rất là được nhiều kính nhăn bệnh nhá, 0.1. Thời gian phun là 2.8 mili giây, mà oxy thì nằm ở 58 mV, thì anh em đã thấy, nhìn thấy rõ rồi. Bây giờ anh phải đo lại tại vì cái này không ổn, có nghĩa là cái vừa lấy cái cảm biến oxy đã chết, và bây giờ thì đã phải cảm biến mới thì nó được có 39 mV. Xe này mở ra là buri đã trắng tóc. Bây giờ kiểm tra tiếp theo thì các anh em sẽ phải dùng đến đo áp bơm nhiên liệu rồi. Em gỡ đây, lấy cho chú cái độ đo áp bơm nhiên liệu con. Rồi. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và chúng ta sẽ kiểm tra áp bơm nhiên liệu. Rồi em gỡ từ đâu? Không cần. Và tôi sẽ hướng dẫn với anh em để khi chúng ta gỡ một cái rắc đây này. Hầu như là anh em là không có ai biết rắc cái rắc này mới nha. Bởi vì anh em bản thân anh em cũng chưa gặp trường hợp xe này rất là ít, đâm ra là chúng ta cũng không biết tháo được cái van đi ra. Lấy cho chú cái vít xẹp nhỏ xíu ạ, cây nhỏ. Rồi xin cảm ơn xe máy lương thiện nha. Xin cảm ơn Bùi Nhật Nam. Anh em nào đã ok đã chia sẻ thì bấm giúp cho mình. Lấy cái nhỏ đấy con, cái đấy lớn lắm. Đưa cái cây mà kỳ điện ạ. Thì trên đây thì tất cả những cái xe thì chúng ta cũng không nên thay thế loại trừ, có nghĩa chúng ta cần phải kiểm tra. Thì chúng ta xác định đến 100% thì chúng ta sẽ báo cho khách hàng, thì khách hàng sẽ cảm nhận rất là ok. Còn nếu chúng ta là thay thế loại trừ mà nhiều khi không làm hết bệnh thì chúng ta sẽ ôm nguyên cái bộ bơm nhiên liệu này, anh em thấy đây này. Vì hiện nay rất là nhiều anh em đường bị trong tình trạng đó, chúng ta cần phải có những gì? Thiết bị. Ok, thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ với anh em trên cái gì? Trên cái thông số hiện hành bên trên. Thứ nhất là tín hiệu như là cảm biến oxy được dao động ra sao. Thì xe này đường tình trạng là xe không còn nhiên liệu, thì chúng ta phải kiểm tra những cái gì dễ trước. Ở đây có nghĩa dễ là gì? Chúng ta phải kiểm tra những cái gì liên quan đến cơ cấu chấp hành, có nghĩa là kim phun, bơm nhiên liệu. Thì chúng ta kiểm tra cái dễ nhất đó là gì? Áp bơm nhiên liệu chúng ta không được loại trừ, có nghĩa chúng ta cần phải có những đồng hồ. Ở đây thì chúng tôi đã có những cái đồng hồ. Ủa sao đấy, cái cây nhỏ mà không có là sao ta? Cái cây nhọn nhọn được rồi. Nhọn mà nhỏ thôi, trời ơi, tụi mày gỡ mấy cái đầu cái rắc dây điện để đâu? Không được, phải cầm. Ở đây thì trên đây thì các bạn nãy gạt vào cái chân đây này. Trên đây là của dòng xe Piaggio, nó sẽ có đây. Để ra đây. Nó có cái chân rãnh trong này nha anh em lưu ý này. Rất là dễ, có những anh em không thể làm sao mà để mở được cái chân này ra. Để chúng ta có thể khi sửa chữa để làm những cái thay cái ống xăng của dòng xe Piaggio thôi. Đấy là một cái sự khó khăn nhất định của anh em hiện nay. Đây đấy các bạn thấy không? Rất là dễ. Nhiều anh em hiện nay là chưa biết mở cái rãnh này. Tại vì trong này người ta đúc nguyên khối và có cái vành bên trong nha anh em lưu ý. Nó có cái chân bên trong này này. Chúng ta nhấn vào là nó sẽ bám vào luôn. Rồi.
bước thứ hai là trên những dòng xe biển thôi, thì nó có sẽ có cái ống đi theo cùng ở bộ áp bơm nhiên liệu để chúng ta đo kiểm. Thì trên cái bộ, ôi ôi lấy cái rẻ lau sạch rồi chúng con làm ăn chết luôn, làm những cái công nghệ mà để dơ bẩn. Khi nào mà tụi con mà tự, những anh em mà tự bỏ tiền ra mua những cái thiết bị mới biết được quý trọng. Cái đôi dép tụi con đi là cũng để sạch sẽ. Thế mà mỗi một cái đồ để chúng ta làm thì cũng chẳng bao giờ mà để tôn trọng đến chính cái nghề mình được. Vô luôn. Cái chân này nó lớn chứ. Đây là chân này. Lấy cái rẻ ra được chưa? Thì chúng ta sẽ cần không cần nhấn quá sâu vì chúng ta cần kiểm tra nó, thì có thể chúng ta giữ lại lấy cái kìm để mở này 14. Nhiều khi tại sao mà mình chia sẻ anh em mở chuyện này, có nghĩa nhiều khi anh em á đương sửa vấn đề gì đo áp bơm nhiên liệu chính ở chỗ cái kim phun này này, nó sẽ nguy hiểm. Tại sao? Vì anh em sẽ gỡ ra nó sẽ dễ bị gãy kim phun, cái rắc kim phun đấy nhá. Và trên bộ đo áp bơm nhiên liệu thì nó sẽ có hai cái ống đi kêu kèm, một là ống lớn này thì chúng ta sẽ mở ra tiếp theo. Chúng ta cũng phải dùng một cái đồng hồ chuyên nghiệp với thời điểm. Thứ nhất là hiện nay là dòng phun xăng điện tử rất là nhiều liên quan đến cơ cấu chấp hành, thì chúng ta cần phải có cái bạc đưa cái nào. Thì một đầu đây thì các bạn hãy kết nối trên cái ống bơm đây các bạn này, lưu ý này. Và thứ hai nữa chúng ta siết cứng lại. Và thứ ba nữa là anh em sẽ gì? Sẽ kết nối vào chính bằng cái dây này trên đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây, giữ lại điểm đấy. Và thứ tư là chúng ta sẽ kết nối trên đồng hồ để chúng ta đo được cái áp bơm nhiên liệu. Đo áp bơm nhiên liệu với mức độ là chúng ta cần phải có gì, có tải, có nghĩa là chúng ta phải nổ máy, thì lúc đấy các bạn mới có được độ chính xác để đo kiểm. Rồi đây là bật qua lên này. Cái nguyên nhân thì gọi là cơ cấu chấp hành thì nó sẽ có liên quan đến hai cái, một là bơm áp nhiên liệu. Đây chết rồi, ngừng tắt đi dùng máy rồi. Ok, siết lại cái này. Rồi em gì lại rồi. Đây các bạn, 3 ký. Sợ lại này 2 ký, 7, 2 ký, 8 à, bật lại. Rồi để nổ máy đi. Từ, đợi anh lấy cái xe màu sạch. Rồi ok, nổ máy được. Kiểm tra xong cái thao tác, chúng ta đã kiểm tra đã xong về hệ thống như là đo áp suất bơm nhiên liệu, thì với mức độ từ 2.6 2.7 thì cũng là ok. Và đến thứ ba nữa là chúng ta kiểm tra vấn đề kim phun. Ở đây thì áp bơm đã tốt rồi, tôi tắt đèn. Ok. Chắc chú tao phải mở kim phun ra rồi để anh kiểm tra. Má là nhẹt kim phun này. Rồi xin chào em Mẫn nha.
xe này nó vặt quá. Anh em cũng đương bị tơi tả và bản thân anh cũng bị. Em lấy được cái van đấy về chưa? Cái kính của anh kia dựng lên giúp anh. Cái gì? Trên mô hình. Trời ơi, trên mô hình. Mô hình Piazzo. Con van nữa mà. Em mà sao vậy, con ốc đó. Cũng không cần đâu, mở cái kim phun. Rút kim phun ra cũng mẹ là rồi cũng phải gỡ ra để cho nó dễ. Rồi xin chào anh em, gỡ cái này ra luôn em, biết đây. Xong rồi. Thử áp bơm vậy đủ à. Rồi xin chào tất cả anh em. Em cho vào được kim luôn. Nhấn xuống đấy. Ở đây là chúng ta cần đi là đến kết quả chúng ta sửa chữa cũng vậy thôi. Đó là mình cũng chia sẻ cho anh em đến là kết quả cuối cùng. Cái này sao em? Cái gì? Sao? Bây giờ này, anh nói em này, cái đồng hồ này thì trên đây. Đây là em đo vôn, xoay chiều. Này là điện lưới này, có dấu ngã này. Đây là vôn 1 chiều. Có nghĩa là điện bình ắc quy điện 12V. Là nó có cái gạch nha, là điện 1 chiều. Đây là vôn ôm diode thông mạch. HZ có nghĩa là chúng ta đo điện là cái tình trạng chớp ở trên bóng đèn. Là hạt bằng điện nó đi cái chớp liên tục ở trên bóng đèn. Còn đây là milia. Milia đã đo dòng dò. Còn bên đây là A, đó là đo dòng nạp hạt mang điện đi vào trung bình ắc quy. Thì về sau lại thì em phải có thời gian đi học thì mới ok được. Thì bữa nào mà có rảnh em chạy vào trung tâm anh gần đây này, gần chất đây này. Anh bên anh có làm bên đèn LED IC không? Có, tại vì trong cái thời điểm có đào tạo thì hướng dẫn cho anh em thôi. Nhưng mà chuyên ngành của tụi anh là gì? Phân tích dữ liệu và hệ thống Synki với cả ABS thôi. Cái này là bên sạc. À, chúc toàn thể anh em những ngày buổi trưa làm việc luôn luôn vui vẻ. Bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra cho nó chính xác. Đúng rồi, đói bụng lắm rồi nhưng mà bây giờ hỗ trợ cho anh em là cũng phải làm cho nó xong. Ba lỗ. Hai lỗ vào. Ủa xe này nó lại phải ba lỗ chứ ta. Và chị lấy một con kim đi thử đi. Bây giờ đầu tiên là chúng ta đã xử lý đó là xong cảm biến oxy. Đã được nhận biết thì nhưng mà cảm biến oxy thì lại được bao nhiêu? Có 39mV thì xe này thì đảm bảo mấy anh em là chạy không nổi. Có nghĩa là yếu máy, lì xe, nóng máy. Đấy là cái tình trạng là chúng ta chỉ cần phân tích qua dữ liệu chuẩn đoán motogen. Và đặc biệt là chúng ta vào tỷ lệ A trên F. Thì các bạn đã thấy rồi, thì tỷ lệ A trên F là nó nhạt đến mức không thể. Có nghĩa là không có một chút xíu là ông này làm việc đến gì. Ông này vác đến 5 tạ. Nhưng mà cho ông ăn, đáng nhẽ là ông ăn phải đến 10 chén cơm. Nhưng mà hiện nay cái xe này là anh ăn được chỉ có được 5 chén cơm thôi. Thì đâm ra là tình trạng rất là yếu. Y chang những trên cơ cấu chấp hành nó cũng giống như con người thôi anh em ạ. Sẽ hôm nay tôi sẽ hỗ trợ anh em thợ đó. Thì tôi sẽ hỗ trợ cùng với anh em đều biết được luôn về tình trạng để chúng ta sửa chữa. 1.050.000 em ạ. Đồng hồ đấy là Kizushi. Đồng hồ của Nhật. Lâu lâu đọc cái tên nó còn quên đấy. Xin chào Nguyễn Vương. Xin chào Nguyễn Hữu Tuấn nhá. Xin chào Đinh Minh Tiến, xin chào Trung Ly, xin chào em anh em là xe máy Ngọc Thế, xin chào tất cả anh em. Những ngày hôm nay thì cũng rất là vắng, dạo này anh em thợ mới được ăn cơm. Không biết anh em đã ăn cơm chưa, còn mình thì vẫn đương để giải quyết ban bệnh để cùng với các anh em. Ở trên đây thì có cái cách thứ hai là tôi có thể là gì, cải thiện ngay việc đó. Trên dòng xe tôi cũng có những cái thiết bị đặc biệt đó là AF, gọi là trước kia gọi là AFO2,
Hiện nay thì Digitoto đã đổi qua đó là AF, đó là thiết bị tối ưu, giống như là tối ưu về cái dòng xe như là hụt ga đầu này, hao nhiên liệu, đấy là tôi cũng có luôn, nhưng mà hiện nay tôi phải đi kiếm cái đó là cái nguyên nhân, nguyên nhân dẫn tới tại đâu mà xe bị nhạt tỷ lệ hỏa khí như vậy. Thì để chủ yếu là sửa chữa xong cái bệnh đó xong là chúng ta sẽ can thiệp bằng gì? Can thiệp vấn đề là AF, gọi là AFO2. Xin cảm ơn xin cảm ơn Ngọc Tuấn nhá, xin cảm ơn Lộc Sạc. Thì đối với mình thì anh em đã biết rõ rồi, mình thì trực tiếp hoặc là gián tiếp qua những video mình sẽ hỗ trợ anh em, đó là nhờ đến tất cả những cái diễn đàn, nhờ đến anh em đường tương tác đối với mình để cùng sửa chữa. Thì hôm nay những dòng xe Piaggio thì thực tế thì cũng ít anh em nào biết tới, có nghĩa là cái số lượng để hiểu sâu về dòng xe Piaggio thì không có lớn. Còn những dòng xe Honda thì anh em đã hỗ trợ mình rất là nhiệt tình, mình cũng đã biết. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tay kim phun, rồi em cứ gắn bục. Ở đây thì đáng lẽ chúng ta cần phải có một cái thiết bị, đó là kiểm tra về cái kiểm tra vấn đề kim nghẹt và kim không nghẹt. Sẽ có một cái kim chuẩn, đó là những cái thiết bị làm kim phun. Xin cảm ơn, xin chào chú Duy Bằng. Rồi, ok không? Bữa nào thì rảnh qua lấy đồ hay là gì qua cho anh. Có lính dáng nào sắp tửa cái khóa cá này, cái khóa này là tụi anh đường dậy khóa đêm. Cũng nhiều anh em ở xa lắm, nhưng mà 15 đêm thôi. Rồi khóa ngày thì mùng 8 này thì tụi anh đã đường tổ chức thêm khóa ngày, là ngày mùng 8 tháng 6 là khai giảng. đúng rồi, không có chụp vào rồi, bỏ xăng ra ngoài rồi em. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Người ta kêu là cái gì cũng có cái tật của nó hết. Con người là nếu mà chúng ta mà bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ hết mọi cái rất là chết luôn. Xin cảm ơn anh em, tại vì mình biết là hút thuốc là một cái tật xấu, nhưng mà đó là một cái thói quen. Thì cũng ráng cố gắng hết sức để có thể bỏ từ từ. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào Lâm Đồng nhá, xin chào Cường Nguyễn, chào chú sửa xe Long An sửa xe. Ok, em chờ chút xíu nữa, gắn kim phun vào mới coi được thông số hiện hành nhá. Đợi chút xíu. Có nghĩa là chúng ta đã không cần phải thay thế lại trừ, có nghĩa ở đây chỉ chúng ta chỉ cần xử lý đến cái kim, còn áp bơm nhiên liệu thì chúng ta phải đo kiểm để không có phải thay thế loại trừ. Đó là cái sửa xe công nghệ 4.0 hiện nay. Chúng ta phải còn có những thiết bị để chúng ta phân tích dữ liệu trên tất cả những cái động cơ, từ tín hiệu đầu vào đến trung tâm điều khiển cho đến cơ cấu chấp hành, thì chúng ta cũng phải có những cái thiết bị để can thiệp. Và đây chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp theo. Một khóa 5 triệu em ạ. Thì ngày mùng 8 tháng 6 thì những anh em nào ở phía Bắc thì hiện hôm qua là mình đã mua vé máy bay cho một số anh em ở Hải Phòng, rồi anh em ở Linh Bình thì cái giá vé chỉ còn 1.4-1.3 triệu, đó là cả khứ bồi nhá, cả đi cả về, rẻ hơn là chúng ta đi ô tô nha anh em lưu ý. Mình ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh em ạ. Số nhà là 66A, đường số 6 Nguyễn Duy Trinh, Bình Chương Đông, quận 2. Ở đây là chỉ là trung tâm sửa chữa thôi, còn chỗ trung tâm chúng tôi đào tạo thì có vẻ chúng tôi rất là chuyên nghiệp, có nghĩa là sự tôn trọng của anh em. Bật 3 lần để cho nó bơm trở lại. Kiểm tra gỡ chụp body ra, cái body giúp cho anh. Có cái mở body ra để anh lấy một cái body mới đi. Tại vì nó chạy mà nó thiếu nhiên liệu này rồi thì cái body nó dễ bị chết khô. Em ơi, có cái body chụp body dài nào không, lấy cho anh cái. Cái đồ mở body đó. Anh em nào có quan tâm đến lớp đào tạo của bên chúng tôi, đây là lớp đào tạo là Tân Tiến Phát và Motorzone Đông Bắc. Với mức độ là chúng tôi đương làm một cái cách trung tâm là chuyên nghiệp nhất, có nghĩa là chúng tôi sẽ mở lớp liên tục. Ở đây thì với 10 ngày thì với mức độ chúng tôi cũng làm nghề giống như các anh em,
chúng tôi cũng đầu tư về trang thiết bị, rồi chúng tôi cũng đầu tư về kiến thức để trong quá trình những hệ thống phun xăng điện tử hiện nay chúng ta cũng không thể làm theo một cách kinh nghiệm. Xin chào Thủy Trần nhá, Thủy Trâm. Xin chào vợ Phạm Văn Sĩ. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Đúng rồi anh Hùng ạ. Đúng rồi, học bao nhiêu năm tự dưng bây giờ kêu bỏ là phí. Đấy, đâm ra là cái điều đó là rất là quan trọng. Cái này là anh Hùng không ủng hộ em mà kêu em hút thuốc thêm đây này. Sáng nhất à, kêu lấy cái bù đi khác đi em. Lấy body khác thì rồi tính xong. Vâng, xin chào anh Lợi Nguyễn ạ. Xin chào Thùy Trâm. Xin chào Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em hãy đợi chúng ta cùng phân tích trên dữ liệu chuẩn đoán Motocan. Nếu anh em mà đào tạo trong khóa 10 ngày thì cái khóa ngày thì là 10 ngày. Từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ tối, có nghĩa là 18 giờ chiều, học trong vòng 10 ngày liên tiếp. Có thể trong cái quá trình đào tạo chúng ta học có thể là từ 8 giờ, có nghĩa có những ngày anh em thực hành trực tế trên xe thì có những ngày là đến 7 giờ đến 8 giờ. Có nghĩa trong cái khóa đào tạo là anh em cần phải thực hành để hiểu, chứ không phải là vấn đề chúng tôi tính về thời gian, tính về cái mức độ để anh em học xong khóa đào tạo. Có nghĩa là chúng tôi cũng vẫn phải nhịn đói cùng anh em để gì? Để giải hết những cái ban học và hiểu. Đó là cái quy trình của trung tâm. Tại vì trung tâm thì luôn tục là mở một cái cách mà chuyên nghiệp. Thì khi anh em đến với trung tâm thì liên tục được phải học, phải hiểu, phải về giải quyết cho đến chính trong cửa hàng của các anh em. Đó là chúng tôi luôn luôn muốn được điều như vậy. Có nghĩa ở đây là không có ai hoàn thiện được trên đời này. Có những anh em hiểu được điều này, có anh em lại không hiểu được điều kia, nhưng anh em lại hiểu được trên thiết bị công nghệ. Thì chúng tôi đã có tất cả những công nghệ về xe, về thiết bị để hỗ trợ cho anh em trong quá trình đào tạo. Có đấy anh Phạm Bằng ạ, em xin cảm ơn anh rất nhiều, chú rất nhiều. Có nghĩa chưa gắn kim phun à? Chưa gắn rắc này. Chưa gắn rắc. Thì nói chung là anh em vẫn có sự giao lưu. Có nghĩa là mình cũng vẫn giao lưu với anh em tất cả trên toàn quốc. Có nghĩa là có những anh em qua thì để tham khảo trong trung tâm thì chúng ta vẫn có thể để uống cà phê. Rồi anh em vẫn có thể đi nhậu, có thể là giao lưu. Thì mình thì ngay như trên Facebook cũng tương tác với anh em, thì mình cũng giao lưu tất cả các anh em trên cả nước, không nói riêng vì anh em trong đến trung tâm, để chúng ta cùng tham khảo. Đó là một cái chuyện đương nhiên. Xin cảm ơn Vững Nguyên nhé. Thì cũng chỉ vì mang một tại vì chúng ta đương tương tác cùng đương chia sẻ với anh em, thì chúng ta cũng vẫn phải làm cho một cái cách chuyên nghiệp nhất. Ủa đèn xe con xe nó lại chớp kém ra. Chết rồi, cái bình ắc quy kẹp vào bình ắc quy đi em. Em ơi, có cái bình ắc quy đâu, lấy cho chú mượn cái bình ắc quy. Vinh ơi, bình ắc quy kẹp vào, vừa lấy tại vì chúng ta mở lâu quá. Lấy cái bình ắc quy giúp anh cả. Đấy, bảo kêu bố hôm rồi chú Bằng vào trong này, cuối cùng hai anh em bảo hẹn nhau một ngày để gặp giao lưu, để bia rượu, mà cuối cùng chú đi một cái về đến quê luôn. Ủa, đè ra. Rồi, ok, xin cảm ơn anh em rất nhiều.
từ từ đợi tí xíu. Còn cái kia cứ bơm giang bật 4-5 lần rồi anh ạ. Rồi ok, xin cảm ơn Phạm Bằng. Bữa nào chắc anh em phải vào Sài Gòn đi để phải nhậu một bữa mới được. Tại vì hứa với anh mà chú mấy lần mà cuối cùng anh em không nhậu được. Ồ mà có khi nào bu ri dài không? Chân bu ri sao kìa? Em mở ra coi nào. Thấy như đụng rồi. Giống như đụng chân bu ri rồi. Ủa làm sao mà bu ri dài được? Đúng rồi, đi Đà Lạt về luôn mà bố đi Đà Lạt quá trời và hẹn buổi tối ghé vào. Ủa không đụng mà tại sao kìa? Từ từ bấm bấm để coi xem là cái bình ắp quy có đủ điện không. Ôi ôi chết mẹ, là kim có vấn đề rồi, kim phun ra luôn rồi. À không phải, nó do là cái kim phun, có nghĩa là bị kim phun đường có vấn đề. À nó tự phun ra luôn. Rồi ok. Rút ra luôn. Em gỡ cái T8 gỡ ra. À bu ri thì ok, nhưng mà vừa lấy biết sao không? Do là Không phải, nó từ kim phun nó phun ra luôn em. Gỡ kim phun ra thôi. Gỡ ra, lấy T8 gỡ ra. Để nguyên xi đi, để cho cái ống xăng vào luôn em. Bơm xăng vào. Bỏ cơ bơm xăng vào luôn. Sợ là cái kim phun nó đừng có vấn đề. Đúng rồi. Thì bữa giờ anh cũng biết rồi. Như vậy là vậy vừa rồi là chú cũng là một người tuyệt vời rồi. Đưa vợ được đi du lịch, mọi cái là ngon rồi. Rồi cho cái rắc kim phun vào thử xem sao mà tự dưng là nó xin ra rồi. Cho rắc kim phun vô luôn. Rút cái kim phun ra. Rồi, em kim vào. Cái rồi, không được rồi, tắt đi. Lấy cái kim khác. Kim đấy là hai lỗ hả em? Ủa xe này anh nhớ là lấy cái kim khác đi em. À, làm nghề nào nó cũng có cái sự vất vả hết của nghề đó anh em ạ. À, cũng là lưu ý. Em lấy cái vòi xịt ở đây để xịt cho nó bay cái xăng ra đi. Ô, tắt đi. Đúng rồi, kẹp cực kỳ kim phun em ạ. Đúng rồi. À, đấy là sửa xe cũng không phải là cách đơn giản. Có những lúc cái kim chúng ta mua về để lâu nó cũng bị kẹt cực kỳ kim phun, nó cũng ra khi chúng ta bật khóa lên nó cũng tự phun ra ngoài. À hôm nay là cái ban này cũng hơi sương đây. Dòng xe Biezo này thì em cũng bên Đồng Nai sửa mấy ngày rồi cũng chưa đạt được yêu cầu, có nghĩa là tình trạng rất là nhiều. Cho cái miếng nhớt vào cho nó dễ hơn nè. Không, gỡ bu đi ra chưa? Bỏ bu đi ra. Bỏ ra luôn em ơi, bỏ ra luôn. Cứ từ từ. Để cho chút xíu nó để vài phát cho nó răng hết cái xăng ra. Ba V của nó đáng nhẽ là 3V là phải 3 lỗ là đúng. À xe nói chung là bị rất là nhiều, cảm biến oxy chết này. Cảm biến oxy chết này. Cảm biến oxy đây. À cảm biến oxy không có một tín hiệu nha anh em. Thì tất nhiên là rồi Hoàng Triệu. Thì tất nhiên nó phải là 3V thì phải 3 lỗ là điều đương nhiên rồi. Đây cảm biến oxy chết và con van này này. Con van áp suất bơm dầu.
À, vậy là cũng có lẽ là cũng có anh em sẽ phát hiện ra rất là nhanh, chính xác. À, gỡ ra đi em, đừng có để đây, cho cái kim vào, cho cái rác vô đi. Rồi ok rồi, nhưng mà lấy cái 3V đi cho nó ok đi. À đây thì cái kim màu xanh á, cái kim màu xanh em lấy cái kim màu xanh đi. Xin chào Hoàng Triệu nha. Ở đây thì giữa anh và em thì đây là vấn đề là chia sẻ với anh em, nên là mình thì từ nãy giờ giữa tôi và ông thì đừng có em nói chuyện một cách như vậy nha. Chữ ông tôi thì tôi chưa nói, mình chưa nói đến anh em nào một chữ ông tôi, nên là bạn cũng phải kiến nghị về cái lời nói của cung cách, cách xưng hô. Rồi ghim vào luôn đi, em ghim vào cho vào luôn đi. Ghim cài ghim đấy vào, ok. Rồi đặt xuống luôn, cho nổ máy luôn trước đi. Đúng rồi em. Rồi ok em. Mà nó đầy nguyên một cái bồn đốt á. Rồi em chưa là để xả cái xăng nó đó, bao cái phanh cho nó cái hơi hết xăng ở trong ra trước rồi. Rồi ok, rồi em gắn vào giúp anh bù đi vào đây. Đây là nhiều khi anh em đã thấy rồi, ở đây là mang tính chất chia sẻ mà thế mà cũng có một em nói chuyện rất là vớ vẩn. Có nghĩa là đúng là mạng xã hội, chúng ta chỉ cần để là gì, để chia sẻ. Có những lúc chúng ta cố ý để xem có những cái điều gì xảy ra về những cái vấn đề anh em, thì cũng có con người, cũng rất là nhiều người cũng không được nói chuyện một cách tử tế. Để máy đi. Vừa lại chết bùi, ướt bùi quá trời luôn. Đấy. Đấy, xe nó thấy ghê không các bạn? Bây giờ là chuyện không nổ luôn á. Có cái rác kim vun này. Có bơm mình được không? Rồi ok, để anh coi trong cái thông số hiện hành được. Xin chào Ngọc Hòa nhá. À, xe nào em nhỉ?
Rồi, xin chào anh em nhé. Sợ cái kim coi lại, em coi gỡ cái kim là thì vô lý quá. Rồi, xin chào anh giàu tay ga. Má vừa lấy nó có cái kịch cái nó có bị súp bắp nữa là chết luôn nhá. Vâng, rồi xin chào Trần Trần Quốc. À không, dòng kim ra em. À thì tất cả cái chân dữ liệu ở trên cái dòng xe đó thì những cái dòng xe nào mà nằm ở nếu vòng VM3 thì nó nằm ở trên cái sườn để chân nha anh em, có lưu ý. À dòng xe này là Liberty. Liberty nhá. Không phải, cái này coi chừng cái vừa lấy chúng ta bị cái xăng nó xuống ọc đầy nghe này. Thế nó mới xùi chứ. À cái kẹt cơ khí kim phun thôi mà nó nguy hiểm ghê đấy các bạn ạ. Cái này là họa vô đơn chí đây. Em đề xem là cái hơi nó có không nào. Cứ cho vào đi, cứ cho kim vào đi. Đề xem cái hơi có không, vừa lấy nó bơm xăng nó xuống nhiều quá anh em ạ. Đâm ra là vừa lấy là bị kẹt cơ khí kim phun. Thế nó mới xảy ra tai nạn đấy. À không, nếu mà quy trình thì em vẫn cứ phải là cắm máy vào để em phải rô đúng đời xe nhá. Viêm ra nhưng mà trong đấy nếu anh em vào mà sai đời xe, sai cái con ECM á thì cũng không thể kết nối được nhá. Giả dụ như trên đây thì nó sẽ có rất là nhiều dòng xe. Em làm viêm ra đúng không? Rồi ok. Thì ở trên dòng xe mà 6.3 thì em chọn hai chế độ, đây là dòng Vespa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn dòng xe đó. Thì em phải cho đúng dòng, nếu một nó là dòng xe sẽ được sử dụng MUG3 thì anh em sẽ cho vào chính MUG3 chẳng hạn. Thì cái dòng xe em nói đây là Vimra này. Thì cái loại trên dòng xe đó nó có một loại là sử dụng MUG3, một loại chỉ sử dụng là GL04 nhé. Nếu mà anh em mà cho sai đời thì cũng không thể nào đọc được cái dữ liệu của động cơ của nó chính xác. Thì trên đấy nè, anh em như lưu ý này, đây là tích hợp MUG3 là sử dụng cái MUG nhé. Còn qua đây thì anh em nhìn thấy là ECM. Thì hiện nay là tại vì dòng xe Piaggio nó có quá nhiều dòng xe, đâm ra là anh em dễ bị nhầm lẫn ở rô dòng xe mà không đúng. Nên là em phải rô những cái dòng xe kiểm tra cho kỹ, dòng xe nào đương sử dụng như là con ECM trên đầu này. Rồi đúng rồi, có lẽ là vừa lấy nó dội cái kim phun xuống dưới xăng nhiên liệu xuống rồi. Mình cũng đương nghi lắm, đợi chút xíu để cho em nó gắn cái kim vào. Chính xác. À nếu như vậy thì em vào cái chỗ mà MUG3. Rồi em thử chọc cái tay vô sâu cái là có cái hơi không ạ. Tự dưng bị xui ghê. Ok chưa? À, quyết ra đề dùm anh cái. Má nó vừa lấy cái xăng nó phun ra mà cái là đề không biết giữ.
cái thắng bóp bóp thắng đề thôi. Có không? Có không? Có không nào? Có hả? À? Thì gắn buri vào cho nó đổ coi. May nó đừng có cong cái xúc bắp là được rồi. Nó cong xúc bắp là chết luôn á. Gắn buri vào đi em. Đó là cái sự tai nạn nó nhiều khi đó, gắn cái kim vào mà tự dưng phun, nó phun xuống ọc ọc một cái là thấy tiêu rồi. Đây đây, cái chụp bưu đi bên này. Bật khóa lên 2-3 lần nè. Bật tiếp. Rồi, ok. Đấy, bây giờ là nghi quá, vừa lấy cái hơi. Cái súp bắp nó gì quá đấy ta. Xăng nó xuống ào cái là không để ý. Cho miếng nhớt vào đi, cho mẹ miếng nhớt vào đi. Để cho nó vào đầu. À không thì những cái dòng xe như là SCR chắc có lẽ là 3 cân rưỡi đến 4 cân là đúng rồi anh ơi. Có nghĩa là trên đấy nó có một cái van xả áp đó. Nói chung là anh em có làm cái xe SCR cao đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Cho miếng nhớt vào trong đầu đi. Má vừa lấy là do là cái kim cơ khí, kim phun nó bị kẹt cái kim cái nó xăng ra nhiều cái không biết đề cái là bị luôn ạ. Ok ok, tại vì vừa lấy bị do cái lúc mà bị kẹt cơ khí kim phun mình không để ý. Nó phun xăng vào đấy, đâm ra là vừa lấy anh em đề cái là bị liền. Cho miếng R vào cũng được, hoặc là cái nhớt cũng được. Không không được, vừa lấy là kéo rồi. Tại vì cái tiếng hơi nó, chắc cho miếng nhớt tí xíu vào thôi. Không kệ kệ nó, để bu đi luôn em. Cho miếng nhớt rồi, được rồi. À chưa, thôi được rồi em ơi. Được rồi, phải thôi, nhiều quá nó đứng luôn ạ. Không được, chưa mình chưa gỡ body mà. Phải gỡ body để lấy hơi à. Đổ không? Hút không? Má thế mới khổ chứ. Rồi mở cái chụp này vừa lấy có nghĩa là xăng nó xuống cái là kịch cái rồi. Rồi thua rồi. Có nghĩa là bị tai nạn thật rồi. Không xe này thì gỡ để cũng được, cũng nhanh. Thế đâm ra là cái tai nạn này, cái này gọi là ngoài ý muốn nha anh em nhá. Lưu ý có nghĩa là cái cơ khí kim phun nó kẹt cái là cái nhiên liệu nó xuống đầu. Đầy cái là nó bị liền này. Không không phải bu đi em ạ. Bây giờ em bịt vào cái đấy còn là có lỗ cũ rồi kéo hết ga lên ạ. Quyết. Rồi. Thử cái hơi, đâu rồi, có hơi không mà kì ạ. À, nó xùi ghê rồi. Rồi, rồi có hút không? Ok. Rồi, gắn vào đi. Gắn vô đi. Cứ tưởng nó còng xúc bắp là chết luôn đấy. Mập đi về đi mà bơ. Đúng rồi. Rồi đúng rồi. Hôm nay là đúng rồi thật. Họa vô đơn chí. Có nghĩa là nó quất cái kim phun cái là bị nghiền. Nó hở, nó kẹt cơ khí kim phun cái là tự xịt xăng ra luôn. Cái này chắc là xiết lỗ ép thì nó cũng nổ thôi. À không, khi anh em gỡ cái con
van xả áp ra đấy, là anh em có thể là đo nó được phải cỡ 10 cân. Gỡ cái van ở chỗ ngay cái búa đấy, ở xe cái SCR đấy, thì sẽ được cỡ tầm 10 cân. Nhưng anh em mà gắn cái van đấy vào nó chỉ độ 4 cân là hết cỡ. Tại vì nó là xả áp ngay ở trên cái cuốc cam đây anh em ạ. Tại vì cái bản thân mình đã đo rất là nhiều rồi, và mình đã từng thử từ 4 năm trước rồi. Tại trước kia là mình cũng sửa cái dòng xe SCR rất là nhiều. Rồi, xin cảm ơn em. Rồi có Vinh FP thì cho thêm một cái nữa rồi. Không sao. Đấy, rồi để cho là ép cho là thử coi. Rồi, ép kéo ga lên rồi đó rồi. Ép cho lỗ luôn ạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn chú Phạm Bàng nha, phải cho mình nhớt vào mới ok đấy. Cho lỗ luôn đi. Đừng có tắt nữa. Đấy. Có chừng cái dây, mấy cái dây này không? Đấy. Rồi cứ cho lên ga đi, ép cái thì nó còn đường khó lổ máy đấy. Cái này. Nó lại bị rồi, như cái bị này vẫn bị xúc bắp ấy. Bị rồi, chúc là cho vì bây giờ để cho miếng nhớt nữa là cho nó lỏ, giữ cho ép lỏ luôn đi. Không ổn, không ổn rồi. Thôi anh em ạ, chắc cái này chắc là ép cũng không lỏ được rồi, nó bị căm xuống bắp rồi. Cái gì? Không biết đâu. Bây giờ báo lỗi hả? Rồi ok, đợi xíu xem lỏng rắc nào đã. Thì nó mất hơi đấy anh em ạ, vừa lấy nó bị. Kệ nó đi, kệ không sao đâu, gắn vào. Em bịt vào đi, bịt cái. Rồi, bóp bằng. Có không? Chậm lắm, nó xỉu luôn á. Chú xỉu à? Rồi, lập phục ra ngoài luôn rồi, bị xúc bắp sệt rồi. Bây giờ này gỡ cái chụp ra đi. Mất hơi rồi, đúng rồi. Cứ đổ nhớt vào là nó chạy được, nó đổ được tí xíu à. Cái này là họa rồi đấy. Chứ không phải là không họa rồi. Có nghĩa là đường bị cái là cái kim, thay mỗi cái kim nó bị cái vấn đề cơ khí nó kẹt thôi. Cái là bị, này gỡ đổ nhớt vào tiếp đi. Cho lỗ tiếp đi. Có đường đổ nhớt vô thêm đây anh em ạ. Thế nó mới khổ. À đâu nó ép nó lổ được cái chú Bằng ạ. Nhưng mà cuối cùng cái hơi nó dội ngược. Dội ngược là mình biết. Nhưng mà bây giờ cho chút xíu nhớt nữa vào xem sao tiếp. Rồi được rồi em ơi. Được rồi. Chuyện bình thường, cái này là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Có nghĩa là thay cái cơ khí kim phun, thay cái kim phun vào. Ai ngờ đâu. Trời ơi, thôi chết. Lấy cái kim này đi. À, kim này vừa lấy nó xì ra luôn đúng không? Kim này là ok rồi, lấy kim này bỏ kim này qua đây. Rồi chắc cũng phải ăn cơm thôi. Bây giờ nó mà bị cái vấn đề cơ khí nữa là xúc bắp nữa là thua luôn.
sợ là vấn đề là cái nó bị mất hơi đột ngột mà thì không sao. Sợ nhất là gì? Nó bây giờ nó bị hở sút bắp nó hơi cong, vừa lấy là anh nghe đánh cạch cái rồi anh em đầy cái lúc mà không để ý thì cái nhiên liệu nó tự dưng là kẹt cực khí kim phun, cái lượng xăng nó xuống nhiều, nó làm đầy trong bùng đốt. Không được đâu, em cho cái kim kia vào đi. Đúng rồi, vừa nãy là do cái kẹt cơ khí kim phun nha anh em. Vừa nãy bị kẹt. Đâm ra là tình trạng lúc mà anh em đề một cái là anh em đánh cạch một cái, đúng là cái này là họa vô đơn chí này. Đúng rồi, xin cảm ơn anh em. Rồi ok, xin cảm ơn Kiệt xe máy. À cái này gọi là khi không ai để ý vấn đề cơ khí kim phun, đây là chúng ta cũng tai nạn là chính từ những cái gì, những cái kim phun để chúng ta không có để ý trong quá trình là chúng ta lắp thì chúng ta cũng vẫn tin tưởng cây kim phun. Đấy là cũng tình trạng là cũng khá nhiều anh em hiện nay là đường tai nạn về cái gọi là nghề nghiệp. Quay qua đây này, này vừa nãy anh em đặt sai này. Xoay qua đây. Đó, xoay qua đây. Còn là họa vô đơn chí đây. Thay mỗi kim phun mà cơ khí kim phun nó xịt xăng ra cái là đầy bùng đốt. Thôi thế bây giờ là chút xíu nó không đổ nữa là phải gỡ cái chụp này ra kiểm tra lại cái sút bắp, cái chụp ở cái con cò chút xíu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, ok, ok, chắc phải làm lon với ok được. Gọi là cuối cùng đi sửa chữa điện tử mới cuối cùng trở thành tai nạn chính bằng bị cơ khí mới chết đi chứ. Nghĩa cái vừa nãy chúng ta để cái này sụp xuống là căng căng cái kim phun này. Rồi để như vậy là ok. Rắc cả kim. Quyết rồi, quyết rồi. À. Ra đây phụ vụ cho anh ấy đi. Đúng rồi. Thì cơ khí kim phun đâu nào ai có để ý em thấy không? Đấy là chúng ta làm những hệ thống phun xăng điện tử, làm những cái nghề sửa xe máy. Có những lúc chúng ta cũng bị tai nạn từ gì, từ bắt nguồn từ những điểm khác đi tới. Chứ chúng ta vẫn làm chủ được công nghệ, chúng ta làm chủ được mọi cái. Nhưng bây giờ cơ khí kim phun thì chúng ta biết sao bây giờ? Bật lên mấy lần đi em. Vâng. Rồi ok, lổ máy đi em. Rồi ok, giữ nguyên cho nó đổ nguyên đi. À đây, cảm ơn anh em. Bây giờ cho nhớt là đã lổ lên máy rồi. À cũng là dáng để cho nó lổ được. Đúng rồi, đúng rồi. Thế nó mới khổ như bây giờ. Thì chút xíu nữa là bắt đầu chúng ta. À rồi, xóa lỗi rồi. Chưa em ơi, vừa lấy là bị tai nạn đôi chút. Đừng là đừng em cứ cho đây cho nó gan tì đi. Đúng rồi. Không không, em cho cái đấy à, lắp cái co xăng. Đúng rồi, có chú Hiếu vào cái là ok liền rồi.
Đúng rồi. À, nó xui như vậy đấy. Bây giờ nó là ga treo rồi, có nghĩa là dây điện bị treo. Chắc hỏi cái rong nào không em ơi? Bị hở cái rong nào rồi? Cái rong kim phun quá. Đây thì tiếng nổ máy bây giờ là đường bị kẹt cực kỳ. Thôi để chút xíu nữa mình sẽ ăn cơm xong và mình sẽ quay video lại, để cái này có nghĩa là bị hở cái rong ở cái chỗ kim phun. Đúng rồi, ok. Rồi bây giờ may quá là nó nổ được, cái chưa tưởng là bị cái súp bắp là gỡ ra là chết luôn đó. Nhưng mà nghi cái vấn đề ở đây đường là bị tình trạng là vẫn bị là cái đường tình trạng vẫn là bị cái súp bắp nha anh em. Đấy vừa lấy là nó cực kỳ kim phun, nó kẹt cái kim rồi mà nhiên liệu nó xuống quá trời luôn, đã làm khó khăn. Chết rồi, còn 1%. Đúng rồi. Để cho nó nổ ổn định chút xíu nữa mình sẽ gửi lại các anh em về cái bài sẽ là hôm nay là nó sẽ bị kim phun, đó là một chắc chắn gọi như là rất lớn, nên là anh em hãy lưu ý. Chút xíu mình sẽ quay một video và gửi lại anh em. Giờ cũng đã đói lắm rồi. Thôi xin cảm ơn anh em rất là nhiều, đỡ phải là gỡ cái đầu súp bắp ra. Thì chút xíu nữa mình sẽ gửi cho anh em về một cái video để trên đấy để chúng ta sẽ làm. Thì đến hiện nay là do cực kỳ kim phun, đường bị tình trạng là tỷ lệ hòa khí nó nhạt, oxy thì được 97 mV. Thì chút xíu nữa mình sẽ kiểm tra hết thông số hiện hành. Xin cảm ơn anh em nhá. Rồi, xin chào tạm biệt anh em.